những công trình này đều nằm trên những mỏm núi, những vách đá. Thoạt trông thôi đã thấy cảm giác chênh vênh, nguy hiểm, rờn rợn đến lạnh sống lưng. Trong đó, có những công trình đã tồn tại bền bỉ hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm, khiến chúng ta tự hỏi, ở thời đó, người ta đã làm như thế nào để xây dựng lên những công trình này? Họ hẳn phải có thần kinh thép. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá những công trình xây dựng nguy hiểm bậc nhất ở Trung Quốc nhé! Chùa Treo hay Tu Viện Huyền Không được xây dựng trên vách núi Hằng Sơn, huyện Hồn Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Đây là thắng cảnh nổi tiếng nhất trong khu vực. Theo nhiều ghi chép, chùa được xây dựng vào năm 491, thời Bắc Ngụy, bởi một tu sĩ tên Liao Gian. Phần lưng dựa vào vách đá lõm và mặt hướng về một thung lũng. Từ xa nhìn lại, ngôi chùa như đang lơ lửng giữa không trung. Suốt hơn 1.500 năm, ngôi chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu và mở rộng quy mô lớn như ngày nay. Chùa Treo từng được tạp chí Times bầu chọn là một trong 10 công trình kiến trúc bí hiểm và đáng sợ nhất thế giới vào năm 2010 bởi vị trí độc đáo treo leo trên vách núi dốc cách mặt đất hơn 70 mét. Vị trí xây dựng đặc biệt như vậy là để tránh lũ lụt. Dưới đỉnh núi cao, toàn bộ ngôi chùa được che chắn khỏi mưa, nắng và bão tuyết. Lý do thứ hai là để tránh những tiếng ồn như gà gáy, động vật và cả hoạt động của con người. Nhờ vậy, kiến trúc này đã tồn tại hơn 15 thế kỷ. Chùa được thiết kế theo phong cách kiến trúc nhất viện nhị lầu, một viện hay còn gọi là sảnh lớn cùng hai tháp nối với nhau bằng cầu treo, tổng chiều dài 32 mét với khoảng 40 gian. Hai tòa tháp chính được đặt tên là tháp Bắc và tháp Nam nằm đối mặt với nhau, ba mặt có hành lang núi bao quanh, bên trong là 6 điện chính và các gian đường thông nhau. Với trọng lượng nặng tới hơn 10 tấn, cộng thêm việc phải trải qua không ít những trận động đất và thiên tai trong một thời gian dài, dường như tồn tại một loại keo đặc biệt nào đó giúp ngôi chùa dính chặt vào vách đá chênh vênh. Một số người còn cho rằng ngôi chùa đứng vững là do sự hỗ trợ của hàng chục trụ đỡ. Trên thực tế, những trụ đỡ mà chúng ta nhìn thấy ngày nay chỉ được thêm vào rất lâu sau khi chùa Treo được xây dựng để cố định lại những vị trí không còn nền móng, đồng thời cũng để trấn an những người lo lắng rằng di tích này sẽ bị đổ xuống. Những gì thực sự đang nâng đỡ và cố định cho ngôi chùa là 27 thanh xà bằng gỗ cắm sâu vào vách đá. Những thanh gỗ ngang này được gọi là thiết biển đam, loại gỗ thiết sam đặc biệt ở địa phương, được gia công thành xà hình vuông, rồi đem cắm sâu vào trong vách đá. Tất cả giá đỡ bằng gỗ được ngâm trong dầu tung, một loại cây ở Trung Quốc có tên khoa học Vernicia foie, để chống ẩm và ăn mòn. Theo ghi chép về Tu Viện Huyền Không, việc gia công và sắp đặt một xà gỗ như thế này là vô cùng công phu, bởi để chống đỡ một công trình nặng tới 10 tấn thì mỗi một điểm đặt móng đều phải được tính toán vô cùng kỹ càng. Có cây gỗ được gia công để chịu trọng lực, có cây lại dùng để cân đối độ cao thấp của điện thờ, có cây lại để gia tăng trọng lượng phía trên, như vậy mới có thể phát huy được tác dụng chống đỡ của nó. Các chuyên gia đánh giá, kỹ thuật xây dựng ngôi chùa rất sáng tạo và khó thực hiện, ngay cả khi công nghệ phát triển hiện đại như ngày nay. Nằm trên đỉnh núi Phạm Tịnh Sơn, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc là hai ngôi đền nhỏ được xây dựng trên đỉnh một chóp đá trẻ đôi. Chóp đá trẻ tự nhiên này có tên gọi là Hồng Vân Kim Đỉnh, nghĩa là đỉnh núi vàng mây đỏ. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2018. Các Phật tử Trung Quốc coi đây là một ngọn núi linh thiêng vì nó được ví như bồ đề của Phật Di Lặc hay còn gọi là nơi giác ngộ. Chư Phật và chùa Di Lặc được ngăn cách bởi một hẻm núi sâu nhưng lại được nối với nhau bằng một cây cầu đá hẹp, xung quanh là thiên nhiên hùng vĩ. Hai công trình kiến trúc Phật giáo nhỏ này có tuổi đời hàng thế kỷ, với một số nhà bình luận nói rằng chúng có từ thời nhà Đường vào thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Ngôi đền nằm về phía nam thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng trưng cho hiện tại. Ngôi đền còn lại ở phía bắc thờ Phật Di Lặc, đại diện cho tương lai. Điều khiến đền đôi nổi tiếng và trở thành điểm hành hương hút khách bậc nhất chính là bí mật về quá trình xây dựng. Đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào ghi chép rõ ràng về cách vận chuyển vật liệu lên núi đá dựng đứng này. Đền đôi đã được trùng tu, gia cố bằng các vật liệu chắc chắn hơn để chống lại sức gió mạnh, môi trường khắc nghiệt trên cao. Tuy nhiên, công trình mà du khách thấy ngày nay vẫn giữ nguyên kiến trúc ban đầu. Để đến được chốn thiên đường này, trước tiên du khách phải leo hơn 8.888 bậc thang để đến ngôi đền ở phía nam, sau đó đi bộ qua cầu để tới thăm công trình còn lại ở phía bắc, như hành trình từ hiện tại tới tương lai.
Khi leo lên hàng nghìn bậc theo các vách đá, du khách có thể chiêm ngưỡng những dòng chữ cổ có từ triều nhà Minh Thanh, chứng minh đây là điểm hành hương linh thiêng từ rất lâu. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến địa điểm kỳ diệu này để tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Phan Vinh San. Nơi đây là nhà của hơn 2.000 loài thực vật và hàng trăm động vật quý hiếm. Hàng trăm triệu năm trước, núi Phạm Tịnh từ nhô lên khỏi đáy đại dương. Những cảnh quan tuyệt đẹp như vách đá, dốc đứng, thung lũng sâu và thác nước hình thành từ 1 đến 1,4 tỷ năm trước còn tồn tại nguyên vẹn cho đến ngày nay. Chùa Cam Lộ Nham ẩn mình trong một hốc đá tự nhiên. Toàn bộ ngôi chùa chia làm 4 phần, trong đó phần giữa được chống đỡ bằng cây cột gỗ linh sam cao 30 mét, các phần còn lại xây tựa vào vách đá. Công trình này được lát gạch đỏ uy nghi, thể hiện rõ phong cách kiến trúc của triều đại nhà Tống. Có thể thấy rõ, việc xây dựng một ngôi chùa trên vách đá là không hề dễ dàng, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn chính là toàn bộ công trình này khi thi công không sử dụng tới một chiếc đinh nào. Thay vào đó, các kiến trúc sư cổ đại đã ứng dụng triệt để kỹ thuật ghép mộng gỗ để các phần của công trình kết nối bền chắc với nhau, không cần vật dụng trung gian. Kỹ thuật ghép mộng gỗ vừa giữ được các kết nối vững chắc, bền đẹp qua thời gian, vừa thể hiện triết lý âm dương, phong thủy vô cùng sâu sắc. Điều này khiến hậu thế phải thán phục sự tài tình của các kiến trúc sư cổ đại, bởi trong thời đại không có công nghệ, họ chỉ dựa vào bàn tay, khối óc mà tính toán chính xác từng chi tiết nhỏ cho cả công trình vĩ đại. Tuy xây dựng vất vả là vậy, nhưng vị trí trên vách đá treo leo của chùa Cam Lộ Nham cũng phát huy những ưu thế nhất định. Do toàn bộ hang động có hình tam giác ngược, phần vách đá bên trên nhô ra như một chiếc ô che chở, nên ngôi chùa ít phải chịu ảnh hưởng từ nước mưa và đá rơi. Nơi đây cũng nằm ở vị trí cao, thời gian chiếu sáng của mặt trời tương đối dài, lại tránh được nguy cơ ngập lụt do mưa lũ, nên chùa luôn sáng sủa, khô ráo. Chỉ được chống bởi duy nhất một cây cột, nhưng công trình này đã đứng vững gần 900 năm, chưa từng lay chuyển, khiến các kiến trúc sư hiện đại cũng phải cúi đầu nể phục. Mới đây, một cửa hàng tiện lợi nằm treo trên vách núi cao thẳng đứng, cách mặt đất hơn 100 mét ở Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Nhiều cư dân mạng tự hỏi, mua chai nước mà cũng phải leo cao chót vót như vậy sao? Ở đó có nhân viên bán hàng không? Hàng ngày đi làm như thế nào? Cửa hàng này được xây dựng như thế nào? Họ còn gọi đây là cửa hàng tiện lợi bất tiện nhất. Nằm ở khu du lịch Thạch Nưu Trại, cửa hàng có diện tích khoảng 2m² và chỉ có thể chứa được một người. Cửa hàng được ghép bằng một dãy ván gỗ, có các thanh thép chống đỡ, bên dưới là một vách đá sâu, cao khoảng 120m. Nhìn từ xa, ngôi nhà gỗ giống như một chiếc máy lạnh trên bức tường cao tầng. Cửa hàng được xây dựng năm 2017 và khai trương vào cuối tháng 4 năm 2018. Căn nhà rất nhẹ nên các chuyên gia cho rằng nó sẽ không làm hỏng cấu trúc ngọn núi ban đầu. Có một bệ nhỏ bên dưới để ngăn các vật dụng rơi xuống làm tổn thương người. Để đảm bảo an toàn, cửa hàng tiện lợi không mở cửa vào những ngày mưa gió, các thiết bị như khóa tay an toàn cũng được lắp đặt. Để đảm bảo độ chắc chắn, khách leo núi có thể sử dụng khóa an toàn để cố định mình trên cáp treo khi mua sắm. Theo chủ cửa hàng, đây là dự án trải nghiệm không vì lợi nhuận mà nhằm mang đến sự tiện lợi và bổ sung thể lực cho khách leo núi như nước lọc, nước tăng lực, bánh mì, sô-cô-la để họ nghỉ ngơi một lúc trước khi leo lên đỉnh núi vì mỗi chai nước chỉ có giá 2 nhân dân tệ, khoảng 7.000 đồng Việt Nam. Việc cung cấp nguồn hàng cho cửa hàng là một nhiệm vụ không đơn giản. Hàng ngày, họ phải xách nước và đồ ăn qua cầu treo, sau đó leo lên cửa hàng tiện lợi trước rồi dùng dây thừng kéo đồ lên. Sau khi đưa hàng lên, họ sẽ ở trên cửa hàng cả ngày, chờ phục vụ những vị khách đi qua. Theo người bán hàng, chuyện ăn uống thì dễ giải quyết, nhưng khó nhất là chuyện đi vệ sinh. Vì leo xuống rất mệt nên họ thường không dám uống nhiều nước. Xem xong video này mới thấy, các cao tăng ngày xưa thật biết cách tìm nơi để dựng chùa phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của HiTech Amazing.